Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng 4 2024 đạt 770 triệu đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt tổng cộng 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu tôm dù không tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tháng 4 đạt mức cao nhất từ đầu năm với 285 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, ngành tôm mang về doanh số 971 triệu đô la Mỹ, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 sẽ phục hồi nhẹ so với mức nền thấp của năm 2023 do nhu cầu thị trường chưa chắc chắn và kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Sau khi về đích năm 2023 ở mức 9,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 92% mục tiêu đề ra từ đầu năm, ngành thủy sản đặt mục tiêu năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với năm trước.